thì bây giờ thì Út cũng nhắn gửi chị đó. Dạ. Thì hồi đó thì nói giữ số tiền này lại cho nó, thì nó đau bệnh. Dạ. Thì lo cho nó thì bây giờ nó bệnh vậy đó. Dạ. Thì Út cũng không biết nó bệnh gì, nó cứ dạ. Nó mệt mệt. Đó, thì Út cũng sợ vậy thôi thì dạ. Nếu mà ai có giữ tiền của nó thì cứ gì đem nó về, không mấy là lên đây dẫn nó lên bệnh viện cho dạ. Nó trị bệnh cho nó. Mà con nghe bà Út ra bà đòi tiền mà bà đòi kiểu là bà đòi khôn quá vậy, ai còn giữ tiền của nó? Thằng con của bà còn giữ 6 triệu đó. Thằng Lâm Tứ đó, tợ nó còn đang giữ 6 triệu đó. Nói Lâm Tứ trả trước luôn đi. Giờ bà đòi cho Út lợn nữa. Nay thấy bà tử tế dở sợ. Trời, bà nhắc ai còn nợ tiền nó đem trả đi. Giống chơi trò chơi mà với giai đoạn mà cuối năm mà dồn miết không thấy chủ nợ trả, bắt đầu lên cái dòng trạng thái thời gian viết một câu nay là 27 rồi nha, ai còn nợ tôi thì lo mà tranh thủ đi ngang, đừng đỡ 29 tôi tới nhà. Để, chơi kiểu vậy thì thôi bây giờ bà nói thằng con bà trả trước đi, nó đang nợ 6 triệu đó, không có 6 triệu trả một lần 1-2 triệu đã được, để đi khám đi. Chim sâu nó có bảo hiểm chứ đâu phải chim sâu nó không có bảo hiểm, mà bà nó thật sự bà lên bà tưng cà tưng vậy hả? Rồi cái tiền mà hàng tháng chim sâu nó đi lãnh đâu rồi hả? Ai ăn tiền mạnh thằng Quân gửi về ai ăn? Trời đất thánh thần thiên địa, bà con nhìn cái tướng bà Út Gà ngày xưa và bây giờ nó khác hẳn. Ngày xưa mà nó thật sự bà chưa gặp chim sâu, tướng bà đâu phải nó phì như thế này. Từ lúc bà gặp chim sâu, người ta cấp cho bà căn nhà, nhất là từ lúc căn nhà hoàn thành, cái tướng bà gọi là phì ra quá trời. Vì sao? Anh không ngồi rồi, anh xong rồi lên nằm chằng hẳn ở đó chờ YouTube tới quay không mà. Làm gì có tiêu tốn năng lượng đâu mà bảo rằng nó không tích tụ mỡ. Ngày xưa bà còn vạch lông gà, bà còn đi tới đi lui, còn quằn quằn trong khu chợ thì cái năng lượng nó sẽ đốt cháy dần. Đúng không? Ngày xưa còn không đủ ăn đủ mặc thì có đâu mà tích lũy mỡ. Bây giờ nó thật sự khi mà người ta cho tiền, cho nhà, cho cửa tất cả rồi siêng ăn nhắc làm, ăn xong rồi cái dính ra đó nằm chờ vô tới. Thì không phì mới lạ, phì là bình thường đúng không vậy? Phì là bình thường. Đó. Giờ còn lên cộng đồng mạng còn thích thể hiện mình là một người mẹ chồng tử tế dữ không? Trời ơi, lo cho chim sâu quá trời hả Út? Lo cho chim sâu, nói con của mình nó chạy xe ôm ngày 300 ngàn, nó trích ra khoảng 100 ngàn đổ tiền xăng xe đi thôi. Để đi khám cho chim sâu. Đó, cho chim sâu khám bảo hiểm rồi không tốn một xu nào của Út đâu, Út an tâm ha. Còn tiền chắc anh Út lợn nó phải trả, chứ không phải là Út lợn nó giữ. Đó. Làm anh xong nhanh. Ấy là cái điều đó là Út nói lên để mai mốt khỏi có cái gì đó, nó có bị gì là Út không có chịu trách nhiệm. Dạ. Ừ. Thì đó thì ai nói là đưa về này thì sợ 10 ngày trở lại đây là thanh toán hết số tiền cũng phụng. Dạ. Thì ai có việc chữ nó thì cái việc đó bây giờ nó dạ. Bệnh ai có lên đây thì lo bệnh. Ý là Út cũng báo cáo cho dạ, những đó. Nhà hảo tâm lúc trước mà giúp chim sâu hay là những nhà hảo tâm mà để giúp Út để cho ta biết rằng mai mốt có gì sao bà cũng không lên mà bà nói cho khán giả được hiểu. Cái thằng đây cũng dạng chúa tào lao đây. Đó. Nhà hảo tâm nào người ta cần biết khoản này, người ta đã cho rồi đó, là cho chim sâu là phải trả lại cho chim sâu. Đó. Không có văn hóa mà gọi là gì? Mình là cái kênh YouTube mà đi giữ tiền dùm cho hoàn cảnh, không có văn hóa đó. Trừ khi hoàn cảnh là không còn cha không còn mẹ thì mình mới có quyền, chứ còn không thể nào mình đi gọi là mình đi quyên góp tiền cho hoàn cảnh rồi mình đem mình giữ tiền để lại cho hoàn cảnh. Đây là một trong những cái tào lao, một trong những cái làm sai. Ngày xưa bà con biết chỗ thằng lang thang Kiên Giang đó, nó cũng đang từng dùng cái chiêu trò vậy để mà giữ lại của người ta 24 triệu không chịu trả. Thậm chí con bé bầu là nó đế con còn đã hoảng không có tiền mua sữa mà đòi nó bảo nó buộc con này là phải lên clip quay với nó rồi nó mới trả tiền. Con này nó thấy thật sự ra đó tội cho con nó quá, nó lên mạng bắt đầu nó tố luôn. Là nó mới năm chân bảy cánh mới chạy tiền đó mà trả lại cho con bé bầu. Bà con thấy chỗ thằng lang thang Kiên Giang ngày xưa đó, nó cũng chơi cái bài như con Út lợn này thôi.
giữ tiền của người ta, rồi đến lúc người ta cần là không chịu trả đó, rồi đợi người ta lên tố đó rồi mới đi trả, rồi lên giải thích toàn là xàm xí không. Hỏi ý kiến mạnh thường quân, mạnh thường quân nào mà hỏi ý kiến? Người ta cho 20 mấy triệu mà ngày xưa thằng lang thang Kiên Giang nó giữ của là con bé bầu đó, là rất nhiều người gửi, đâu phải là một người gửi, mà nó lên nó để lên hỏi ý kiến mạnh thường quân xem người ta có đưa cho em hay không. Rồi anh đưa, bà con thấy một cái câu hỏi mất dạy không? Trong khi đó con bé nó vừa sinh, con còn đỏ hoảng. Đấy, vậy đó, bắt đầu anh lên, anh nói đúng rồi đó quý vị. Rồi cộng đồng mạng lên chữ quá trời là buộc anh phải là dâng ra 20 mấy triệu trả cho người ta thôi. Đó. Đó. Ngày xưa mà đứng ra mượn tiền của con bê bầu là có thằng thằng gì Thủ Đức, nhà lưu trú Thủ Đức, bắt đầu là đứng ra nó bảo lãnh. Cuối cùng là nó ôm thằng kia ôm 20 mấy triệu đi, rồi thằng lưu trú Thủ Đức nó cũng lên, còn chữ con bé nữa, bà con thấy không? Anh mà nó thật sự anh dơ chứ, con của người ta đó. Mình nhận giờ làm cho con của mình, rồi con nuôi con đồ đó xong rồi mạnh thằng quân gửi tiền gì đâu, bây giờ mình bảo rằng mình đi giữ giùm, không có cái câu chuyện giữ giùm, không có văn hóa giữ giùm đó. Mà lên nói đúng rồi đó, mình đang lạm dụng, mình đang gọi là chiếm giữ đồng tiền của ta một cách phi pháp chứ không có giật. Tàu lao tiền bỏ trong tài khoản của mình mà bảo là đi giữ giùm cho người ta, giùm gì kỳ vậy? Út Lợn bây giờ cũng cái tư tưởng như vậy. Trời ơi lên trời, mẹ giữ giùm cho con, mẹ thương con. Mẹ kể như là mẹ sợ mẹ đưa cho Long Tứ rồi nó tiêu mất, mày cứ đưa cho Long Tứ đây. Rồi Long Tứ nó tiêu thì bị cộng đồng mạng hả chứ chết bà nẹ luôn, chứ làm gì các cái câu chuyện mà để cho nó ăn giật giống 6 triệu vừa rồi. Đấy. Vừa rồi 6 triệu thằng Long Tứ cũng ăn giật của chim sâu. Rồi cộng đồng mạng không nói gì tới đâu, gọi là lơ rồi nó bảo là nó bán thân cho chim sâu 6 triệu. Đấy, thái độ mất dạy không quý vị. Con của bà nó tử tế quá trời quá đất, bà Út Gà ơi, bà lên mà nói thật sự bà vẫn còn dơ cái mồm thôi. Cái chuyện đây bà tốt thật sự, bà tốt bật im miệng bà đấy, bà đừng lên nữa. Bà lên bà tránh có một cái gì nó thật sự nó sạch sẽ, nó tốt đẹp trơn, lên cũng là âm mưu để mà nó thật sự để kiếm ăn thôi, để kêu gọi tình thương của mạnh thường quân thôi. Bỏ đi bài cũ, bài cũ rồi. Chim sau có đau yếu bệnh tật nhà nước lo, có bảo hiểm bà an tâm nha. Bà lên không gian mạng bây giờ trời ơi đi khám không có tiền khám, đưa số tài khoản mai chuyển cho ít tiền khai khám nè. Bây giờ đó thì giờ ngắn là vậy thôi. Đó thì ấy vậy đó, thì lên sớm thì nào thì tốt thì nấy. Còn nếu mà không lên thì cứ việc còn không ăn gì hết mà Út cứ mang tiếng này kia kia hoài. Bà ra bà đứng giữa trời, hay bà tìm cái miếu rồi đó, bà tìm cái miếu rồi đó, bà ra bà thờ đi. Bà bảo là từ trước thì bà không ăn cái gì của chim sâu hết trơn đó, bà dám không? Một trong những câu chuyện mà nó thật sự, tôi thì tôi tránh cái tin về tâm linh, tránh cái tin về thề thốt, nhưng mà đảm bảo rằng bà Út Gà bà sẽ không dám thề, đúng không? Ta ra cái miếu đó, coi cái miếu, cái nhà miếu nào mà nó linh đó, ra ta thờ đấy. Bà anh của chim sau thì bà bị cái chi bà thờ đấy. Tôi không tin lời thờ, nhưng đảm bảo rằng bà Út Gà bà không dám thờ. Cái kiểu mà cái con người nó thật sự họ tham sống mà sợ chết đó, là những con người nó thật sự họ xem đồng tiền là to hơn bánh xe bò đó. Họ không biết trân quý đồng tiền bằng mồ hôi nước mắt, thì thật sự những con người này là nó thật sự báo thờ họ sợ. Lúc nào lên bảo không ăn không đùa của chim sâu, bây giờ mang tay mang tiếng. Trời ơi, bà đâu phải là bà hiền đâu mà bà cũng cái dạng sư tử chứ, do cộng đồng mạng nói nhiều quá rồi mới gọi là kìm hãm bà được chứ. Ngày xưa cộng đồng mạng chưa lên tiếng, bà chửi chim sâu như là cơm bữa. Rồi bây giờ không cho YouTube quay nữa, tôi ớn rồi, tôi sợ YouTube lắm rồi. Vậy đó mà một ngày vẫn còn 5-7 kênh nhảy vô quay.
một ngày vẫn còn 5-7 kênh nhảy quay, mà kênh nào quay bà cũng thể hiện một cái sự quan tâm với chim sâu. Trời ơi, bây giờ nó đâu nó u yếu thế này khác, ăn uống nó cũng lơ ăn, mà bây giờ tiền là ai giữ tiền đó thì nên trả lại cho nó đi. Trời ơi, bà đòi thẳng tra, ai cũng biết là con út lợn đang giữ tiền thì bà đòi thẳng luôn đi. Đó, đem tiền cho nuôi, tôi nuôi con dâu của tôi chứ. Còn nếu mà mượn người chửi Út ấy, thì chửi thẳng đi chứ mượn chi. Dạ. Đó, có việc chửi thẳng Út đi. Dạ. Út không có trả lời đi, trả lời vậy trên có mặt dạ. Chổi đó thì cứ việc chửi người mới mốt nằm xuống chỗ không chửi được đâu. Dạ. Đó thì cứ việc chửi, Út không có trả lời đâu, không phải đâu. Dạ. Bà sống chỗ đây nó thật sự người ta không lên tiếng bà cũng lạ chứ, người ta lên tiếng chuyện bình thường mà. Ê. Người ta lên tiếng bà tôi nghĩ là cái chuyện rất bình thường, do bà sống thật sự nó không có phù hợp. Con của bà không đi dạy mà bà lại là đi dạy con chim sâu. Con của bà đang ở chim sâu mà bà không khuyến khích nó cái có một cái trách nhiệm với chim sâu, mà bà nói một câu rằng chim sâu bây giờ tự đi buôn đi bán tự lo. Ta nói thằng Lâm Tứ đó, để ngày mai ta nói chị bá. Rồi bà điện vô mẹ mày, bà đòi tiền. Mày biết tiền gì không? Tiền mà hàng đêm mà mày ôm chim sâu mày ngủ đó. Đó. Ôm ngủ một đêm là bao nhiêu? Đó, mày biết thật sự mày ra đó mày hỏi. Mày hỏi ngoài xã hội rồi có ai mà dính vào trường hợp đó họ kể cho mày nghe. Đó. Rồi cứ tính đi, cứ tính là cái như là cái một đêm bao nhiêu đó là cho thôi, cho một đêm 200.000 thôi. À, bù qua kéo lại đó từ trước giờ nó là một năm, cho tính mày khoảng là 300 ngày thôi cũng được. Rồi mày ôm nó mày ngủ nay mấy năm rồi đó, rồi có tính ra đó, rồi nhân ra rồi cái trả tiền cho nó đi. Chứ bây giờ mẹ mày bảo rằng mày không có trách nhiệm gì với chim sâu nữa thôi, mày phải sòng phẳng chứ, đúng không vậy? Chứ con của người ta mang nặng để đâu, lớn lên rồi giao cho nó, rồi nó ăn ở rồi nó sử dụng là nay là mấy năm từ lưa hạt me rồi. À, bây giờ là đã là gọi là xuống sắc xuống sức rồi. Tôi nói thật sự đó, đó mình nói ra cái vấn đề này thì nó hơi thô một chút, nhưng mà tôi nghĩ nó hoàn toàn hợp lý. Cái tướng mà nó mập như thằng Long Tứ vậy thì chim sâu nào mà chịu nổi, mà nó không bó ăn là cái chuyện bình thường. Bó ăn chuyện bình thường, ban ngày ngủ là bình thường, tối mà nó thật sự mà dính con heo nập cái gọi nó quằn cả đêm không cho ngủ, thì tôi hỏi quý bà con ban ngày đó rồi ngồi đâu có ngáp đấy không, mà trong cái đó nó bị bệnh tâm thần nữa, bị bệnh liên quan đến não nữa. Bà bảo ngày xưa bảo rằng á là nó uống thuốc vô nó ngủ, còn bây giờ có uống thuốc đâu mà nó ngủ cả ngày. Trời ơi, con của bà nó quằn cả đêm thì ban ngày nó ngủ thôi đó hả? Chứ bà hỏi con của bà đi, chứ bà lên cộng đồng mạng bà nói đó là chết rồi. Con của bà tướng như một con voi nài đó, mà quằn một con xe xẻ thì chịu sao nổi. Mà nó bệnh nữa chứ, nó đâu phải là một con người mà nó thật sự không bệnh không hoảng. Đấy, tôi đi khảo sát rồi, là 100% là nói nếu mà cái tình trạng này kéo dài thì chim sâu chỉ có đường chết. Đấy, để cho một con voi gọi là con voi nài như Lâm Tứ mà cái đì miết tới đây là Lâm Tứ chỉ có được chim sâu chỉ có đường chết thôi. Đấy. Bà lên không gian mạng rồi bà thể hiện con của bà nó bị oan, bà không ăn không uống của chim sâu. Rồi con của bà cũng có công ăn việc làm, trời đất thánh thần ở khu vực đấy, mà bảo rằng chạy xe ôm ngày 300 ngàn đó. Là tôi nghĩ rằng chắc anh em ở khu vực đó mà đang làm công nhân, người ta bỏ người ta chạy xe ôm cho nó khỏe, thấy không? Người ta tính là người ta tính bình quân trong một ngày, giống một tháng mình tổng thu nhập bao nhiêu, rồi mình tính bình quân ra một ngày bao nhiêu tiền. Đằng này bà lấy một cái ngày mà Lâm Tứ gọi là nó vô mối đấy, nó vô mánh, nó trúng nhất là bà tuyên bố liền. Con của tôi đâu có bèo đâu, nó chạy xe ôm cũng là một ngày 300 ngàn. À, bà con thấy khủng khiếp không? Người ta tính bình quân, còn bà chọn cái ngày cao nhất, bà lên bà số lô tô. À, mà gặp mấy thằng YouTube nữa, bắt đầu là nó tung hô vô trời ơi đúng rồi, Lâm Tứ vừa đã có việc làm gì dưới đấy, làm gì có việc làm. Thì dưới đấy không có việc làm mà một tháng ra nó thu nhập hơn 20 triệu đó, rồi bay chơi lại nó hay không? Đó. Mà mày biết thu nhập bằng cái nguồn nào đó vậy? Tiền của ba tánh đó, tiền cộng đồng đó.
tiền mạnh thường quân đó, xuống đấy ở chưa đầy hơn 2 tháng, chưa đầy 3 tháng mà nó kiếm là 50 triệu tiền cái mà những cái hiện vật. Còn trong tài khoản thì chưa tính. Tôi hỏi quý vị làm nghề gì mà nó sướng như thằng Long Tứ? Ăn xong ngủ xong rồi dậy bạch xong rồi ăn xong rồi ngủ, và cái quy trình nó cứ như vậy. Mà tiền vô tài khoản thì đều đó. Thì làm cái nghề nào mà sướng hơn cái nghề để chân dắt quý bà con, chân dắt những người bệnh tật, những người thiểu năng như chim sâu để mà có cái miếng ăn. Thì nó thật sự Long Tứ một trong những công việc mà việc nhẹ mà lương cao, một tháng tính ra nó có tầm khoảng là hơn 20 triệu đó. Còn bà Út Gà mấy chục năm trời bà không có một căn nhà, từ lúc bà gặp chim sâu một cái là bà lên như diều gặp gió, được nhà, được vật chất, được tất cả những cái gì mà ngày xưa đó là đây là một trong những niềm ao ước của bà. Rồi bà còn không biết cảm ơn chim sâu, bà lại chữ con người ta một cách không thương tiếc. Đúng là nó thật sự đó, đặt bà gà là không sai, quẹt mỏ như gà lên không gian mạng bây giờ là bảo rằng chim sâu đâu rồi, người nào giữ tiền phải trả tiền, cũng để hình thức kêu gọi thôi, chẳng tốt lành quá gì quý vị. Thưa quý con, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho xin một lượt like cho quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye và hẹn lại bà con vào cái chương trình tiếp theo nhé.